Mới đây, Rolls-Royce đã công bố kế hoạch thiết kế một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ, một hạng lò phản ứng mới để sử dụng cho các sứ mệnh chinh phục không gian xa của NASA. Lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ này có thể cung cấp đủ năng lượng cho căn cứ của NASA trên mặt trăng, cũng như đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho các tàu vũ trụ đến sao hỏa trong tương lai. Thương hiệu xe hơi hạng sang của Anh Quốc, vốn nổi tiếng về động cơ phản lực, đã dành hơn 60 năm để âm thầm xây dựng các nhà máy điện cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân của Vương quốc Anh, một kinh nghiệm mà họ cho rằng sẽ giúp họ cạnh tranh được trong cuộc chạy đua vũ trụ mới. Nếu 2 năm trước, bạn nói với tôi rằng chúng tôi sẽ xem xét thiết kế các lò phản ứng hạt nhân để đưa chúng ta lên mặt trăng, tôi sẽ nói bạn nói linh tinh, và đó là một ý tưởng điên rồ. Nhưng trên thực tế, như chúng ta có thể thấy, công nghệ phát triển, có những khoáng chất và những thứ chúng ta cần từ mặt trăng. Và với những gì đang diễn ra trên trái đất, chúng ta thực sự đang tìm kiếm những hành tinh để có thể sống trên đó thay cho trái đất, thì năng lượng để khám phá không gian là cần thiết. Đây là một ý tưởng thực sự mới mẻ nhưng vô cùng thú vị. Chúng ta đang trong một cuộc đua vũ trụ mới, có rất nhiều tiềm năng thương mại và nhiều nơi khao khát bay lên mặt trăng, ở đó và đi xa hơn nữa. Nhưng để ai cũng làm được như vậy thì họ cần phải có năng lượng và phải là nguồn năng lượng đáng tin cậy. Có nhiều lựa chọn năng lượng trong không gian, chẳng hạn như điện mặt trời. Nhưng có những trường hợp mà năng lượng mặt trời không thể là lựa chọn đáng tin cậy. Cho nên, sản phẩm này, ngay sau tới đây, sẽ cho phép mọi công ty như thế thực hiện hóa khát vọng không gian của họ. NASA có kế hoạch thiết lập một trạm nghiên cứu trên mặt trăng để làm bước đệm cho các chuyến thám hiểm đưa con người tới sao hỏa. Căn cứ này sẽ cho phép các phi hành gia học hỏi các kinh nghiệm cần thiết để tiến hành các chuyến khám phá sâu hơn vào không gian. Những sứ mệnh đòi hỏi phải tìm kiếm hoặc tự tạo ra để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu trong không gian, chẳng hạn như năng lượng và oxy. Bay đến sao hỏa có thể mất 18 tháng nếu sử dụng nhiên liệu thông thường, nhưng nếu dùng năng lượng hạt nhân thì có thể giảm thời gian bay xuống còn 3 tháng, khiến cho việc tiếp cận hành tinh này trở nên dễ dàng hơn. Rolls-Royce cho biết các lò phản ứng mini này cũng có thể được áp dụng trong việc cung cấp năng lượng, nhiệt cho các khu vực xa xôi, khó tiếp cận trên trái đất. Công ty này cũng tiết lộ dự kiến mô hình thử nghiệm đầu tiên sẽ ra mắt và chạy thử vào cuối năm 2028.